You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk. Biết thông tin hơn cả trong cả kỳ này. Đây, đi tiếp vào thật. Một, hai. À, sau đây là tiếp tục vào thật. Một mấy bạn gái hay cho đá mùa thì coi. Đúng không? Đúng không? Lớp ta có mấy đứa con gây không xinh nhưng mà có lẽ mua đẹp á. Có lẽ cho anh ra mua coi đấy. Được. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao đời. Lời thầy cô con luôn mang bên mình, là hành trang cho con bước đi. Thôi. Không ai có ý kiến gì nào vậy chứ? Giờ mình có ý kiến này. Mình xin được hát một bài với lại bạn Hoài và cô bạn Hoài. Cầu thủ đi anh em, cầu thủ đi trong nhà mình có. Tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao người. Tạm biệt chào tạm biệt, tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Hay không? Hay không? Anh em nghe có được không? Có đưa đi dự thi được không ạ? Nhưng mà em còn một ý kiến khác. Em thấy hai hạt cùng hay, nhưng mà chúng ta để thành phí cả nhân đi, con thi tập thể đi, cả lớp ta thử nhảy xem sao. Đó là ngùng lắm. Vâng nhá. Thank you.
Xin được cảm ơn lớp học đầy vui nhộn. Và chúng ta hãy dành cho lớp học vui nhộn một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Quả thật là tôi phải công nhận rằng là các bạn rất rất nhiều chiêu trò. Một lớp học rất rất nhiều chiêu trò. Và ngay bây giờ đây thì tôi muốn lớp học vui nhộn của chúng ta bằng một hành động nào đấy hãy thể hiện tinh thần của mình được không ạ? Hãy chung tay thể hiện tinh thần của mình được không ạ? Chúng ta hãy cùng chung tay thể hiện tinh thần của lớp học vui nhộn chúng ta được không ạ? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, sẵn sàng. Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả các bạn, xin được cảm ơn lớp học vui nhộn đầy đầy những chiêu trò. Và chúng ta sẽ gặp lại các bạn ở phần sau. Như vậy là chúng ta đã vừa xem một tiết mục ca kịch đến từ lớp NB70. Phải nói rằng là các bạn học viên của du học Rasa chúng ta rất là tài năng. Có thể ca, có thể hát, có thể nhảy và có cả múa. Rất là lăng nừng, rất là năng động đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón xem lớp NB70 sẽ thể hiện tài năng của mình như thế nào qua tiết mục hài kịch du học sinh. Xin mời lớp NB70. Vâng ạ, tiết mục hài kịch du học sinh sẽ do tập thể lớp NB74 biểu diễn. Xin mời. ขับบุกครับขับบุกครับขับหลับขับหลับแล้วสวัสดีครับเจอมาลายมิงลายช็อกเล็ตเจอมาลายไม่แล้วไม่ท้องช็อกกาช็อกไม่ลายชุ่มชัยไม่ลายกาบาซาไม่ลายไม่แล้วมิงลายช็อกเล็ตไม่เลิกมาHát thì như chi 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 là cứ hát cho tôi. Tào lão. Ê này, tôi biết biết hai đúng không? Mi cái hạt tòng lẹt tòng thế này. Ê tôi nói với này, mi hạt tòng lẹt tòng đấy nó nhột nó vui mơ. Mi là không biết cái chi về em. Dạ biết. Tao hỏi này, anh hỏi này. Anh hỏi một chút, anh hỏi này. Bọn này bên đây là chủ nấu ăn, là chủ định cho bọn anh ăn cái chi đây? Ờ đúng rồi, bữa đây là tao nấu ăn đúng không? Vừa đến tôi đậu mọi người bảo rình ngon mới biệt bọn rong xanh vừa đại dương á. Món gì? Món gì phim kiểu biệt đi. Là món cái gì? Món gì? Đừng là món cánh đồng muồng ấy. Cánh đồng muồng đến nơi, cánh đồng muồng đi. Mà lại bên đi thống nhất với nhau là ăn cánh cua đang đáy với gì cá bảo chấm mâm nếm á, mắm tôm á. Bây giờ đi mấy cái gì? Bây giờ đi mấy cái cho ăn châu tế đi tiện tay anh vô gọi ăn tan ăn rong muồng với gọi cái gì ăn mô. Rong muốc, rong muốc. Cà phao á, chấm mâm tôm không có món rồi. Cà phao cho mâm nếm, tao có mâm nếm này bên nhà. Trái u một nồi mâm nếm. Mở cái nồi lên, trời mùi sốc lên tận mùi luôn. Chán tươi vào công thơm, chán mâm nếm vô. Ăn ngon nhất trên răng luôn ấy. Còn đi chị Hoa. À, cảnh chị Hoa. Cảnh chị Hoa. Cảnh chị Hoa. Cảnh chị Hoa. Anh qua đây chào bên. Ngồi xuống một chút ngay. À, đi về. Lát rồi. Đây, đây, đây. Em mới đi chờ bên. Đây, lau đáy của anh đây. À, lau đáy, lau đáy, lau đáy. Đây, 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 mà lặt luôn đây. Ôi giời lặt. Cái món này là đúng không thể thiếu được. Cái món này đúng là cái món dân tộc này. Ôi, xin đề xin. À, rất ít đi em. À, em đi kiếm được 10 quả thế ạ. Đi em đi khắp cả chờ mới kiếm được từng đi ạ. À, thôi, 10 quả, được rồi. 10 quả, cứ dọa quả đi. À, tôi 5 quả, chú 5 quả đây. Hai bay năm quả táo thì làm bay ăn chí đi. Hôm nay hai đứa bay chế một chó má. Ok chứ bố. Bay như nhất. Táo có mâm nếm này, cho tao ăn cả đi, tao cho mấy cho mâm nếm. Cho. Thôi đi, cho mấy bác quả, đưa cho tao chụp cho được. Rồi. Cho bác quả cầm gấp tím mất ạ. Rồi, phi hoạt quả. Mai. Cất luôn nhanh. Dầu ăn đây anh, dầu ăn đây. Đấy mà dầu ăn á. Cái gì đây? Mình lờ đi chứ, nhìn cái, dầu ăn mà dầu ăn. Mình lờ đi chứ.
cho anh. Em nói anh này, cái mình lần nhá, ôi mình chiến lên nên ra dâu á, ta cho anh nhá. À, đang đợi sớm, tao phải mấy ba chờ ngoài chứ, gạo đi kiểu hơi nhiều mỡ. Bí mặt ruột nữa, thì người ta có thịt ăn luôn đó này. Rồi, bên mình. À mà này, bên ấy nấu canh cua mà này. Cua mau, cua mau. Tôi không một cua đâu mà canh cua. À, em nói với anh nói thật với anh như chứ nửa chân rào mới sang nước ngoài kiếm mua đất cua. À, em có cái chơi. À, cái tôm mờ kia ôi, cái mờ kia mình chiến lên á. Là tí nữa mình phí với anh. Mình phí với anh lên là cho cơm lên. Sau mình xả nó cánh nhé. Thân nổi giống gạch cực kỳ, giống gạch cua kia hứa. À, đi tập mình ơi. Em nhớ mấy hồi là kỳ đang ở bên bên nào ạ. À, bố nhà em bố là mẹ nhà em ai nổi cánh như này. Ăn cả tôi, ăn toàn mùi. Đúng ăn ngon nhất chân răng luôn. À, mà đây là nhắc đến bố bây giờ. Cuối này anh Tùng mấy năm đó là bố chú ở nhà đâu làm món. Từ thời tiết bắt đầu chuyển mùa này anh ấy. Là bố nhà em hay ốm lắm. Mấy hôm trước là em mới vào điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ như thế nào ấy. Thì bố mẹ giống kiểu là cứ nghĩ cứ sợ em lo á. Đây cũng dám nói như sức khỏe của bố. Mà em đi nghe trong điện thoại là cái chuyện bố. Nên em cũng chẳng hỏi nhiều, cũng chẳng hỏi nhiều. Tại vì em nghe nhiều anh Cương lắm. Nên là em cũng hỏi nhiều. Có lẽ bố ấy bệnh nặng rồi đó. Chủ miếng thịt đó, chủ thịt qua đây, từ đang kiểu tiếp đây, cho bổ miếng, người về cho bổ miếng là đường, bổ miếng thịt lo, cho mình lo. Ý cũng biết tiền tiền. Chủ không cần phải buồn. Ta mẹ đau ốm nữa, chỉ cần con gái gọi về đồng viên là được rồi. Bí thì mà còn tiền. Con ta con mẹ này mà thương nữa. Thì thương được ngày mua hai ngày nữa. Đây là như anh này, bao nhiêu năm rồi mà nó cũng lên tòi rồi, cái bụt mẹ cũng không được. Đi khắp chờ mà lại mình lại chóc lét. Ê mi kỳ giờ đi mà mi nó còn tâm đảng mi hát nữa. Đúng rồi, đã thống nhất với nhau anh em thứ bảy chủ nhật ở nhà nấu ăn ngồi ăn với nhau như như này. Đưa mặt trong mày nhé ơi, đưa mặt trong đi nấu ăn đi, tao đây phục vụ văn nghệ. Mi hát cái sớm gì thôi, mi cái đấy hát chứ. Tao lên một cái âm nhạc đây không mi hát không hay bằng tao, để tao hát chứ. Đi cái đấy nó hạt để tao hạt thôi. Cá cho làm mày, rau cho lặt đây. Đây. Tao làm đi. Để tao hạt cho mì nữa. Không, mì cái đấy nó hạt được rồi. Mì yên tâm, tao chưa kim hoa. Mì nghe lần đi tao hạt cho hay lắm. Này, mày làm cái gì á? Thì tao hạt. Cái làm đi. Lại mà làm, vừa đi tâm thanh, tâm trạng không được vui. Để cho nó hạt. Bay vờ vẩn, lại. Này, hạt đi vô. Hạt đi. Em biết hạt. Hạt đi, hạt còn nhí bên ngày ấy. Tại sao? Em hạt cũng hay, lần trước hạt á. Mấy ba phòng kia nhau em hạt á. Lần trước không hay nhưng mà chưa hay. Anh biết một bài hạt hợp với tâm trạng của chú. Anh bật cho chú hạt. Sẵn có cái điện thoại đấy, anh bật cho chú hạt luôn. Thì anh em đã mở ra hạt cái đá cho vui hả? Đấy, rửa em hạt nhá. Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đứng đâu mừng. Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi. Để với gió rét bên trời, mẹ bên đây tiếng rất nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cùng bài sông chung mấy anh em. Chỉ lúc trăng yên bình, bạn con đau góc một mình. Làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi
muôn nẻo cả đôi cánh bay ra ngoài. Ôi nước ngoài, giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khắp xa quá vậy, chỉ mong biết lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho tôi ngày sau bận tiền, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Trong rồi người ta nói đời, nhưng khi biết con thấy trời vời, tuổi xuân có mây rồi, tha phương nổi trôi dòng đời, nên con đâu dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nào, tìm đất khác đâu làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài. Người không muốn ta ở lại, chạy trong trái băng người ngoài, tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi hài, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bước cơ người nhà, qua nơi khác lạ. Và trong lúc thân yên lặng, người may mắn đi vương vàng, còn ai chẳng ai quay về. Không tiếng hồ nào, anh em hòa với lời chào. Mẹ chớ nghĩ người, bên đời chúng con bên thương nhau. Một mai nắng sẽ trôi, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt dặn người. À, xin được cảm ơn tập thể lớp NB74 và xin mời các bạn nán. Xin mời các bạn nán lại sân khấu một chút được không ạ? Vừa rồi là một tiết mục kịch du học sinh đầy sâu lắng, đầy cảm xúc, đặc biệt là trong dịp cuối năm cận kề nữa thì tất cả mọi người chúng ta đều sâu lắng mình lại để cảm nhận ca khúc này. Một tiết mục kịch có thể nói là đem đến cho người xem những cảm xúc rất là giá trị. Xin được cảm ơn tập thể lớp NB74 và đặc biệt là trong dịp này thì các bạn có muốn gửi gắm một lời gì đấy tới các thầy cô và các bạn học viên đang ngồi đây không? Dạ, thì chúng em là những con người sắp bước ra ngoài đời để trải nghiệm ạ. Nhờ những thầy cô ở ra xa chỉ dạy chúng em những điều nhỏ nhất để sau này bước ra đời chúng em đều bỡ ngỡ. Vậy chúng em kính chúc tất cả thầy cô và những học viên cũng như là những nhân viên của công ty YASA một sức khỏe và một gọi là nhiệt huyết luôn dạy dỗ chúng em hết mình ạ. Vâng, xin được cảm ơn các bạn và xin được chúc các bạn sẽ học tập thật tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở sau chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và để thay đổi không khí của chúng ta thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục múa của tập thể lớp NB73 Xuân Về Trên Bản Mông. Và tiết mục này hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta thật nhiều bất ngờ và nhiều tiếng cười hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đón xem.
xin được cảm ơn hai bạn, xin mời hai bạn quay trở lại sân khấu với tôi ạ. Có lẽ từ đầu tới giờ thì đây mới là bất ngờ lớn nhất dành tặng cho toàn thể quý vị. Chúng ta hãy dành cho cặp đôi này một tràng pháo tay thật lớn ạ. Lớn hơn nữa không ạ? Xin được cảm ơn hai bạn. Tôi thấy bạn rất là điêu luyện về động tác đá chân này, động tác tay này. Thì không biết rằng là hai bạn đã phải tập luyện tiết mục này trong bao lâu ạ? Tập 18 với những điều múa của bản móng và trên tinh thần đó thì chúng em đã lựa chọn điều múa này để cho em để cho ngày lễ ngày 20/11 tặng để tất cả các thầy cô trong công ty Cha Sa. Còn bạn bạn có muốn gửi một lời gì đấy tới các thầy cô không ạ? Thay mặt tập thể NB73 thì nhân ngày 20/11 chúc tập thể công ty Gia Xá là ngày càng vững mạnh và phát triển. Chúc các thầy cô và nhân viên toàn công ty có một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc và niềm vui ạ. Xin được cảm ơn hai bạn. Có lẽ đây chính là tinh thần của cuộc thi cường tay ngày hôm nay. Một bạn nam gì ạ? Thế nào ạ? Hóa thân thành một cô sơn nữ rất là xinh đẹp. Bạn có thể làm lại cái hành động vừa rồi để giúp cho tôi xem được không? Vâng ạ. Xin được cảm ơn hai bạn và hẹn gặp lại các bạn và ở phần sau của chương trình. Một lần nữa phải chúng ta phải khẳng định rằng là tất cả các bạn học viên của Gia Sa đều rất là tài năng đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một màn hát múa nữa để xem rằng là tài năng của bạn sinh viên, các bạn học viên của Gia Sa thể hiện như thế nào qua màn hát múa bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân với sự hiện của tập thể lớp NB69. Xin mời. Tuổi trẻ theo em là tương lai tổ quốc.
tim quê hương Việt Nam, nước lên trong trái tim quê hương Việt Nam.
đoàn kết thân ái nào. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Mình hãy nhớ về những lời ru, cái từ lối xe mắt khác, mình không phải là nhớ thương. Hey! Dù có lúc thắng em là thua, chứ mất là thật khác, mà cứ chẳng bằng đối phương. Trái đi, cái cổ tổng mình tiến lên, thì vọng là sẽ có thông tin, rằng mỗi lần mà hát em, cả ca, toàn là những đất, sẽ tỏ trở lên. Thể lớp NV74. Xin được cảm ơn tập thể lớp NV69 và chúng ta hãy cùng chào các quý vị khán giả, các thầy cô và các bạn đang ngồi dưới các bạn. Xin cảm ơn các bạn, những bước chân của bạn đã làm rung chuyển sân khấu chúng tôi. Có thể nói rằng là những bước chân này đầy nội lực đúng không ạ? Sân khấu của chúng ta đã bị tách giãn ra khá là nhiều. Và như vậy thì tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại phần thi của tập thể và kết thúc lại phần thi của buổi sáng ngày hôm nay của cuộc thi tháng 11 Những ngôi sao JASA Jinichi Gatsu JASA no Hoshi do Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế JASA tổ chức. Và kết quả chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự chấm điểm công tâm từ phía ban giám khảo. Và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Và để chờ đợi kết quả từ ban giám khảo thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xin trân trọng kính mời đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế JASA sẽ lên sân khấu để đón nhận những bó hoa tươi thắm từ học viên lớp NB73 và NB74. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế JASA sẽ lên sân khấu để đón nhận những bó hoa tươi thắm từ học viên lớp NB73 và NB74. Xin trân trọng kính mời.
Vâng, kính thưa quý thầy cô, thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng chúng em được học tập tại ngôi nhà chung ra xa với hai chữ thiêng liêng thầy cô sẽ luôn theo tất cả chúng ta đến suốt chặng đường sau này. Và ông cha ta cũng đã từng nói, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy và chắp cánh thêm cho chúng ta trên chặng đường sắp tới. Tập thể các lớp sẽ có những món quà nhỏ thay lời cảm ơn sâu sắc kính gửi đến các thầy cô giáo. Và xin được kính mời các thầy cô giáo lên sân khấu để đón nhận những tình cảm đến từ các lớp chủ nhiệm. Trân trọng kính mời thầy Phan Văn Quý. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thủy Nhật Thuần. Xin trân trọng kính mời thầy Đặng Bảo Châu. Và xin trân trọng kính mời cô Đoàn Thị Yến sẽ lên sân khấu. Và chúng tôi xin được mời đại diện các lớp NB69, NB70, NB71, 72, NB73, NB74, NB75 sẽ lên trao những bó hoa tươi thắm gửi tới các thầy cô. Xin trân trọng kính mời. Cùng nán lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các thầy cô